Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong tháng 12 âm lịch thì sẽ giúp cho quý vị nắm được sao hạn trong tháng 12 là sao gì và vận hạn mà mình gặp phải trong tháng 12 âm lịch sẽ ra sao. Đồng thời, xem tử vi cho tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong tháng 12 âm lịch còn đưa ra cách hóa giải nhanh chóng và chính xác nhất, giúp cho quý vị phần nào giảm thiểu được những điều hung họa, đồng thời đón được những điều may mắn và cát lành, và từ đó thì giúp cho vận mệnh tài lộc hanh thông, công danh sự nghiệp vất lên giống như diều gặp gió trong tháng 12 âm lịch này. Từ việc xem tử vi cho tuổi Bính Thân sinh năm 1956 sẽ luận giải chi tiết về cuộc sống của bạn, về sức khỏe, gia đạo, tiền tài và tài lộc. Qua đó giúp cho gia chủ Bính Thân sinh năm 1956 sẽ định hướng được những bước đi tốt nhất cho bản thân mình trong tháng 12, chính là tháng 12 âm lịch của năm Tân Sửu. Sau đây thì sẽ là phần luận giải tử vi cho những người sinh năm 1956 Bính Thân trong tháng 12 âm lịch. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ Bính Thân sinh năm 1956 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Những người tuổi Thân nói chung và tuổi Bính Thân nói riêng rất ham học hỏi. Họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Họ thích tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 theo ngũ hành thuộc mệnh hỏa, tức là mệnh lửa, thường có sự quyết đoán cùng với ý chí cứng rắn, luôn kiên trì bền bỉ đến cùng theo đuổi đam mê của bản thân. Đây chính là tuýp người có khả năng lãnh đạo, sẵn sàng đứng lên bảo vệ và che chở cho cả đồng đội. Tuy nhiên, đôi khi vì quá cứng đầu bảo thủ, không nghe lời mọi người nên mối quan hệ với đồng nghiệp không được tốt. Tiền vận có phần vất vả, nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi Bính Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định, nữ mệnh có phần cố chấp và ngang bướng. Người tuổi Bính Thân là người tài năng, song áp lực công việc khá lớn, lại phải chịu sự gièm pha từ những kẻ xung quanh, cho nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan, bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên cũng phải chú ý đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến cho mối quan hệ xấu đi. Nói chung chỉ cần bạn nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao cho bạn những thành tích như mong muốn. Tháng này môi trường thị trường không được tốt lắm và công ty của bạn có thể có một loạt vấn đề cần phải giải quyết kịp thời. Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp hợp tác với những người khác, bạn nên cẩn thận để ngăn chặn bên kia chạy trốn và tự mình kiểm tra các tài khoản. Bính Dương Hỏa gặp Tân Âm Kim nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cũng cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 là những người cả đời vật chất không thiếu, thường được quý nhân phù trợ, gặp hung, hóa cát. Đối với hầu hết những người Bính Thân, may mắn cho sự nghiệp có thể lững lờ, đi ngang. Nếu bạn là một Bính Thân tự làm chủ, may mắn trong sự nghiệp của bạn có thể còn tồi tệ hơn. Tháng này môi trường thị trường không được tốt lắm và công ty của bạn có thể có một loạt vấn đề sẽ cần phải giải quyết kịp thời. Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp hợp tác với những người khác, bạn nên cẩn thận để ngăn chặn bên kia chạy trốn và tự mình kiểm tra các tài khoản. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Bính Thân sinh năm 1956 để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, người tuổi Bính Thân trong tháng 12 âm lịch này nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý, có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập của mình. Ngoài thu nhập giảm mạnh, Bính Thân cũng cần phải chi tiêu cho rất nhiều thứ trong tháng này. Bạn nên quản lý các vấn đề tiền bạc đúng cách và không đầu tư tất cả tiền bạc vào một dự án duy nhất mà nên phân tán để giảm thiểu rủi ro.
khi bạn đi ra ngoài, đừng mang theo vật chất có giá trị bên mình hoặc có thể bị những kẻ ngoài vòng pháp luật bám đuôi. Gia chủ Bính Thân sinh năm 1956 cần phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh việc tiêu tiền, vung tay quá chán. Thời điểm này, bạn cần tích lũy cho bản thân mình khi về già. Không biết được cuộc sống sau này của mình sẽ thế nào, cẩn trọng là tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này tình hình sức khỏe của Bính Thân có thể hơi xấu. Khi bạn bất cần, bạn có thể phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Dù lái xe hay đi xe, bạn nên thắt dây an toàn để tránh mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Nếu bạn có kế hoạch đi du lịch, đừng đi du lịch một mình. Nếu bạn đang ra nước ngoài, bạn nên hoãn lại. Và nếu bạn mắc một căn bệnh cũ, hãy tránh một số thực phẩm nhất định và không ăn uống ngẫu nhiên, nếu không thì sẽ gây hại cho cơ thể. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ, luyện tập các bài tập vận động theo độ tuổi. Gia chủ Bính Thân sinh năm 1956, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát và đem lại may mắn, bình an cũng như sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Bính Thân sinh năm 1956. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Đừng tình duyên tháng 12 âm lịch của mệnh chủ Bính Thân chẳng được như ý, mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng không thể suy đoán được. Một đống hỗn độn đang chờ đợi con giáp này, bản mệnh cảm thấy bất an, có thể sinh lòng nghi ngờ trước những biểu hiện bất thường của đối phương. Cũng chính vì thế mà giữa hai người nổ ra không ít cuộc tranh cãi. Đối phương chán nản và mệt mỏi khi hết lần này tới lần khác phải giải thích chứng minh tình cảm của mình, khiến cho tình yêu cũng theo đó mà phai nhạt. Tuy nhiên, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng nên nhớ, người ấy sẽ là hậu phương vững chắc, luôn chờ đón bạn mỗi ngày. Bản mệnh thực sự trân trọng người chấp nhận ở bên mình khi khó khăn, càng dồn hết tình cảm cho đối phương, thì mối quan hệ vì thế mà được nâng cấp nhanh chóng. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022, đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Bính Thân trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 12 năm 2021, tức ngày 13 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 11 năm 2021, tức ngày 25 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Thân trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu 2021, ngày âm lịch ngày 2 tháng 12 năm 2021, tức ngày 4 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 12 năm 2021, tức ngày 16 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 12 năm 2021, tức ngày 28 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin theo bình luận, theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
năm 2021, Thái Tuế là Sửu, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an, và đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Bính Thân sinh năm 1956 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Bính Thân trong tháng 12 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Bính Thân, và qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 12 âm lịch, hứa hẹn gây tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những thông báo về những kiến thức bổ ích này. Xin mến chúc cho tất cả quý vị chúng ta luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những nội dung tiếp theo.